Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, mới hôm nay trời nó mưa suốt ngày cho nên là chúng tôi mua xe về được cũng không đem ra quay giới thiệu lên cho quý vị và các bạn được. Hôm nay thì trời cũng đã vừa mới bắt đầu hửng nắng cho nên là tôi đem chiếc xe này ra quay giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu xe ở cái phân khúc bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ, đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở cái phiên bản Ford Ranger nó có rất nhiều phiên bản, ví dụ như là phiên bản XLT, XLS, phiên bản LT. LT là phiên bản thấp nhất đấy, tức là LT đấy, hay là còn gọi là LT này, XLS hay XLT đấy ạ. Phiên bản mà chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn hôm nay là một chiếc xe ở cái phiên bản XLS. XLS là cái phiên bản 2.2 số tự động một cầu quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký năm 2017 luôn đấy ạ. Phiên bản XLS đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì có thể nói là hiếm có trên thị trường. Tại vì sao mà tôi lại nói là hiếm có nhé quý vị và bạn ạ? Vì là trên thị trường thì những chiếc xe bán tải, đặc biệt là những chiếc xe bán tải Ford này thì rất là nhiều ạ. Mà tôi lại bảo hiếm có vì là chiếc xe được sản xuất năm 2017 nhưng mới chạy được có 5.1 km thôi quý vị và bạn nhé. Lăn bánh được 5.1 và cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết chuẩn không tua. Những chiếc xe nào mà chúng tôi cam kết chuẩn không tua thì là chắc chắn là nó là nguyên bản đấy ạ. Và nó còn đẹp còn mới như thế nào, đồng hồ có chuẩn hay không thì quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần tôi sẽ giới thiệu chi tiết từ nội thất cho đến ngoại thất rồi đến cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về cái phần ngoại thất đã nào. Chiếc xe này là chúng tôi mua về là không phải sơn, chúng tôi để nguyên bản như quý vị và các bạn nhé. Nguyên bản mà chủ xe đi như thế nào là tôi để nguyên đấy. Đây là cái phần xước sát đấy ạ. Xước sát rất là mỏng, rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị và các bạn ạ. Nếu như nhìn tinh vào thì mới thấy là những cái vết xước mờ như thế này. Đấy, xước rất là ít cho nên là chúng tôi cũng không có sơn đâu ạ, tôi để nguyên đấy ạ. Sơn zin của chiếc xe này cũng còn rất là nhiều đây quý vị bạn nhìn nhé. Sơn zin còn rất là nhiều này. Xước sát thì rất là nhỏ, nhìn tinh thì mới thấy được những cái vết xước nhỏ ở trên xe này đấy ạ. Còn nguyên bản cho nên là chúng tôi để cho nó nguyên bản ạ. Sơn zin còn rất là nhiều. Đấy, đây những cái vết xước này chúng tôi mua về là không có sơn đâu nhá. Còn nguyên đấy, nhiều người cứ cho rằng là anh em salon mua xe về là mông má hay là tút tát. Tôi là để nguyên đấy ạ. Không có mông má cũng không có tút tát gì hết cả, còn nguyên bản đấy ạ. Đấy. Đầu tiên thì quý vị và bạn xem về cái phần đầu của chiếc xe nhá. Cái đầu của xe này thì chủ xe cũng đã lắp hết cả cảm biến trước rồi. Chủ xe lắp hết cả cảm biến trước, cảm biến sau, tức là cảm biến quanh xe đấy ạ. Đấy. Ốp đèn này, đây là cái phần đèn pha mà chủ xe cũng đã ốp thêm này này. Vừa đẹp mà lại vừa bảo vệ cái đèn pha này, nhìn rất là đẹp và cái đèn pha còn rất là mới ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 nhập khẩu từ Thái Lan quý vị các bạn nhé. Đây là cái phiên bản nhập khẩu. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Và đằng sau thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe cũng đã lắp thứ nhất là cái nắp thùng này. Phiên bản này là cái nắp thùng kéo có thanh vai thể thao, rất giống những chiếc xe Y-Track hay lắp ạ. Nhìn từ phía sau thì quý vị và các bạn cũng đã thấy được đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm thứ nhất là cái ốp đèn này. Cái ốp đèn này là chủ xe lắp thêm cả bộ này. Nó đi theo từ cái ốp đèn trước, đèn sau đến cái tay nắm cửa đấy ạ. Đấy là những cái phần mà chủ xe đã ốp thêm. Và cái phần cảm biến lùi, camera lùi đây quý vị và bạn nhé. Chủ xe đã lắp thêm cả camera lùi, cả camera trước nữa. Tức là camera quanh xe rồi. À, cảm biến quanh xe và camera lùi. Đấy. Bên trên là cái nắp thùng đây ạ, nắp thùng cuốn, nắp thùng thấp, có vai thể thao luôn, giống những chiếc xe Y-Track ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này mới lăn bánh được 5.1 chuẩn rồi quý vị nhé. 5.1 chuẩn thì bây giờ quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần lốp này này. Cái dàn lốp này là còn nguyên bản theo xe luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, 5.1 mà cái dàn lốp còn nguyên, còn dày như thế này nhá. Đấy, cái lốp, cả cái dàn lốp này là chúng tôi cam kết nguyên bản này, sắt xi này, rất là mới, rất là đẹp. Đấy, đây là cái phần hốc gầm này. Đây là cái phần gầm quý vị và bạn nhé. Gầm cũng rất là mới này. Lớp sơ cua còn nguyên chưa hạ đây này. Lớp sơ cua vẫn còn nguyên vạch sơn đấy nhé. Lớp sơ cua mới tinh chưa dùng thế nào. Cái phần gầm rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy.
tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Và chiếc xe này được đăng ký ở Hà Nội, chạy ở Hà Nội, cho nên là cái gầm nó rất là mới, rất là đẹp như này này. Nó khác với những chiếc xe mà hay chạy ở vùng biển nhé, thì là gầm nó kém rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy, phần gầm này rất là đẹp. Đấy, từ những cái phần lốp nguyên bản còn dày như này và sassi này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Gầm này rất là đẹp luôn đây quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn mua xe bán tải rất nhiều người kỹ tính nhé, không chọn những xe chạy ở vùng biển đâu ạ, vùng biển nó hay dỉ gầm. Chiếc xe này là được chạy ở Hà Nội rồi cho nên là gầm rất là đẹp ạ. Ngoại thất cũng còn rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết đấy ạ. Chính vì vậy cho nên là tôi mới nói với quý vị các bạn là chiếc xe này là nó đẹp nguyên bản và hiếm có đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy nó đẹp như vậy đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất thì cũng rất là mới ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có... À đây, cho quý vị và các bạn xem luôn cả về cái phần giảm sóc đằng trước này, hốc giảm sóc này, xương đầu, sắt xi các thứ này đều rất là mới luôn quý vị các bạn. Đấy, quá tuyệt vời cho một chiếc xe từ năm 2017 mà lại ở cái phân khúc bán tải. Thường là những chiếc xe ở cái phân khúc bán tải này là chạy rất là nhiều quý vị các bạn nhé. Từ 2017 đến bây giờ mà lại chạy 5 vạn như thế này là rất là ít đấy ạ. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe này. Đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ của chiếc xe đây này. Đây là cái phần keo chỉ của cái táp bi cửa trước. Keo chỉ nguyên bản cho nên chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản nhé. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần bậc cửa này, đèn bậc cửa này. Bây giờ đang ban ngày nhìn nó không rõ lắm, chứ bây giờ nếu như mở ra là nó hay sáng luôn cái chữ này, nó có sáng luôn đấy. Đấy là những cái chữ ở Ranger này nó sẽ sáng. Đèn bậc cửa mà chủ xe lắp thêm đấy. Vô lăng đây quý vị các bạn này. Vô lăng của chiếc xe mà chạy 5 vạn mốt đây nó đẹp như thế này đấy ạ. Còn nguyên bản và còn đẹp như thế này đấy ạ. Ghế da đây rất là mới, rất là đẹp. Và những cái tấm chắn nắng của tấm chắn nắng ở hai hàng ghế trước này còn chưa bóc ni lông đấy quý vị các bạn ạ. Còn nguyên ni lông đấy ạ. Đây, những cái này là ni lông của nhà sản xuất đấy nhá. Thế mà chủ xe vẫn giữ được ạ. Nói là rất là tuyệt vời. Lót sàn đầy đủ hết cả rồi. Đây là trải sàn da này, đủ hết rồi đấy ạ. Thảm nguyên bản theo xe ở dưới cũng còn rất là đẹp đây này. Vì chủ xe đã lắp thêm cái thảm, lắp thêm cái lót sàn cao su. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Nội thất da này cũng rất là mới ạ. Hàng ghế sau này là rất mới luôn ạ, vì ít người ngồi đấy nè. Trải sàn da này. Đấy, và đặc biệt là quý vị và các bạn xem này, những cái trần cũng còn rất là đẹp, rất là mới, rất là sạch sẽ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là cái phần táp lô đồng hồ mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn nhé. Tôi sẽ nổ máy cái chiếc xe này lên một chút để cho quý vị và các bạn này cùng xem về cái phần đồng hồ cũng như là đầu màn hình option. Đấy, bây giờ nổ máy lên rồi đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái màn hình Android rồi quý vị và bạn nhé. Đã có Android, bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 cho nên là phần lớn là giải trí bằng internet hết ạ. Đầu Android màn hình như thế này thì nó tích hợp camera lùi và các ứng dụng ạ. Đầy đủ các ứng dụng như cái điện thoại thông minh của quý vị và các bạn đấy ạ. Vô lăng rất là đẹp luôn đấy ạ. Vô lăng này còn nguyên bản này, và vô lăng tích hợp các phím điều khiển, có cả cruise control luôn quý vị bạn nhé. Cần số này, cần số cũng rất là mới luôn đấy ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn xem về cái phần vô lăng, cần số này đều biết ạ. Đồng hồ công tơ mét đây ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này lăn bánh được 5 vạn 1 km rồi, và chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Cam kết luôn bằng văn bản cho quý vị các bạn xem nhé, chúng tôi không tua cái đồng hồ này. Và nó còn nguyên bản vì là với những chiếc xe bán tải một năm chạy vài vạn km là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chiếc xe này mới chạy có một năm mà mới chạy có
từ 2017 đến bây giờ mới mới chạy con hơn 5 vạn thì phải nói là quá ít luôn ạ. Cho nên là chúng tôi để nguyên cái đồng hồ đấy không tua. Đấy thì nhìn đẹp hay không, mới hay không thì quý vị và các bạn biết luôn, từ những cái ni lông ở trên cái chắn nắng này mà chủ xe cũng còn giữ chưa bóc đi. À, cái ni lông này của nhà sản xuất luôn đấy nhá. Chiếc xe được sản xuất ra và từ Thái Lan, nhập khẩu từ Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đấy quý vị và các bạn nhé. Đấy, nội thất này rất là mới này. Quý vị và các bạn thấy không ạ? Thế cho nên là tôi mới dám nói với quý vị và các bạn là hiếm có trên thị trường ạ. Tại vì là chất lượng của những chiếc xe bán tải này thường là người ta mua về người ta chạy rất là nhiều, chạy công việc, chạy rất nhiều, mà chiếc xe này mới lăn bánh được có 5 vạn mốt thôi thì phải nói là hiếm có ở trên thị trường ạ. Tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái nắp cốp sau của chiếc xe này đây ạ. Tất cả đằng sau cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đó. Cái đằng sau này thì chúng tôi cũng chưa dọn dẹp kỹ sạch sẽ đâu, tại vì là nó là cái thùng sau gần như là để chở hàng, cho nên là chúng tôi cũng không dọn kỹ. Nhưng mà điều mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn là keo chỉ nó còn nguyên bản hết này quý vị và các bạn nhé. Còn nguyên hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau đâu, còn nguyên bản hết ạ. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn xem tiếp, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái phần cửa sau bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới luôn, từ những cái phần nhựa này đến những cái phần da đều rất là mới đấy ạ. Và đây là cái táp bi cửa trước bên phụ luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên này. Keo chỉ nguyên bản luôn này. Đấy. Không mất một phân keo chỉ đâu. Chúng tôi cam kết thứ nhất là keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái đèn này là cái đèn soi ở chân này thôi. Đèn soi chân này chúng ta mở cửa ra là nó sẽ sáng. Cái đấy là không quan trọng. Đây là những cái phần này là chủ xe cũng lắp thêm là cái bậc cửa Ranger này. Đang sáng đấy ạ, cái đèn nó đang sáng đấy quý vị các bạn thấy không ạ? Nhưng ban ngày soi là nó không rõ. Nhưng nếu ban đêm hoặc là để những cái chỗ tối trời ấy, mở cửa ra là cái chữ Ranger đấy nó sẽ sáng. Gọi là đèn bậc cửa. Phải nói là nội thất rất là mới đấy ạ. Chúng tôi đi mua xe rất là nhiều, mua bán tải vừa rồi thì quý vị các bạn nếu theo dõi kênh ô tô 360 chúng tôi thì quý vị và các bạn cũng biết đấy ạ. Chúng tôi mua bán rất nhiều các loại xe bán tải, từ Nam ra Bắc, tôi vào cả trong Nam tôi mua cơ. Nhưng mà để tìm được những chiếc xe mà nó còn đẹp còn mới như thế này thì không nhiều đâu ạ. Thị trường cũng có nhưng mà không nhiều đâu quý vị và các bạn nhé. Và đây vừa rồi tôi ngồi trên xe là chưa giới thiệu được cho quý vị và các bạn là cái màn hình Android này ạ. Màn hình Android này là màn hình xịn luôn quý vị và bạn nhé. Nó tích hợp cả camera hành trình như này. Camera hành trình này nó chạy luôn với cái đầu màn hình này đấy ạ. Đấy, có sẵn camera hành trình rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì chắc chắn một điều là yên tâm, không phải làm bất cứ một cái gì, không phải thêm tiền vào làm cái gì cả. Chỉ có thế là đi thôi ạ. Chắc quý vị và các bạn đang quan tâm đến cái phần quan trọng nhất, đặc biệt nhất của chiếc xe đúng không ạ? Đó chính là phần động cơ của chiếc xe. Ford cũng đã trang bị cho phiên bản Ranger XLS là một cái khối động cơ xăng, à động cơ diesel ạ, tức là động cơ dầu đấy ạ, 2.2 lít quý vị và bạn nhé. Đấy, động cơ 2.2 lít, động cơ diesel đấy. Và cái điều đặc biệt là tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đầu tiên để cho quý vị và các bạn thấy được là cái ốc cabo nó còn nguyên bản đây này. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc tai này. Ốc keo chỉ cabo này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Từ ốc tai, ốc xương đầu, ốc chân cabo, keo chỉ cabo. Nó còn nguyên bản và còn đẹp như thế này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đây quý vị và các bạn thấy chưa? Cái máy nó rất là mới ạ. Với những chiếc xe chạy có hơn 5 vạn và là bán tải thì gần như là nó mới hết roda thôi ạ. Đấy, bán tải thì thường là chạy rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Vì người ta sản xuất ra những cái xe bán tải này để chở đồ, để phục vụ các công việc
nặng nhọc chạy những cái cung đường địa hình, những cung đường xấu, cho nên là nó phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn nó cao hơn, máy móc các thứ nó đều tốt hơn đấy, mà mới chạy có 5.1 km thôi thì có thể nói là nó mới như là những chiếc xe chạy hết roda thôi ạ. Đấy, và đặc biệt là nó còn mới như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn, chắc chắn là rất nhiều quý vị và các bạn xem video hoặc là xem chúng tôi quảng cáo, nói chung là anh em thợ chúng tôi quảng cáo bán lại, quý vị và các bạn không tin về cái đồng hồ đâu ạ. Quý vị và các bạn hay nghĩ là các ông mua xe về salon được không, hay tút tát rồi tua đồng hồ. Nói thật với quý vị và các bạn, cũng có những con chúng tôi tua, cũng có những con chúng tôi không tua, và cũng có những con chúng tôi đi mua về thì họ tua sẵn rồi. Nhưng bây giờ đi mua xe thì không phải căn cứ vào độc cái đồng hồ đâu quý vị và các bạn ạ. Phải căn cứ vào toàn bộ từ chất lượng của xe, toàn bộ các chi tiết ở trên xe, chứ không phải là đọc mỗi cái đồng hồ đâu quý vị bạn nhé. Nhìn cái máy đẹp như thế này thì có bảo chạy nhiều cũng không bảo được quý vị các bạn ạ. Giờ mà ai nhìn cái máy này bảo chạy hơn chục vạn cũng không thể nói được ạ, vì nó còn mới như này cơ ạ. Đấy, cái động cơ nó còn mới như này, mới có 5.1 km thôi. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu hết cho quý vị và các bạn tổng thể từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe Ford Ranger XLS 2017 ạ, sản xuất năm 2017 này rồi. Đấy. Sau đây là cái phần đặc biệt mà chúng tôi và quý vị và các bạn, rất nhiều quý vị và các bạn quan tâm và nóng ruột đấy ạ, đó chính là cái phần giá của chiếc xe ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng, 565 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford bán tải XLS 2.2 2017 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.